Chào các em, đến với môn chính tả lớp 2, tuần 25. Tiết học hôm nay, các em sẽ nghe viết ba khổ thơ đầu bài Bé nhìn biển. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, các em nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng ba khổ thơ 5 chữ và làm được bài tập 2A hoặc 2B. Các em có yêu thích biển không? Biển bao giờ cũng làm cho con người thích thú, sảng khoái. Biển rất to lớn, nhưng cũng thật trẻ con dưới góc nhìn của bé. Đây là hình ảnh minh họa cho thấy bé có kỳ nghỉ cùng gia đình thật là vui. Cô xin giới thiệu, đây là nội dung chúng ta cần viết. Các em nghe cô đọc. Bé nhìn biển, nghỉ hè với bố, bé ra biển chơi, tưởng rằng biển nhỏ, mà to bằng trời. Như con sông lớn, chỉ có một bờ, bãi dằn với sóng, chơi trò kéo co. Phì phò như bể, biển mệt thở rung, còng dơ gọng vó, định khiêng sóng lừng, trần mạnh hảo. Bây giờ các em hãy đọc thầm lại và trả lời một số câu hỏi của cô nhé. Lần đầu tiên ra biển, bé thấy biển như thế nào? Lần đầu tiên ra biển, bé thấy biển thật to lớn. Mỗi dòng thơ có mấy tiếng? Mỗi dòng thơ có 4 tiếng. Vậy những chữ nào cần viết hoa? Những chữ cần viết hoa là những chữ nằm ở đầu dòng mỗi dòng thơ. Các em vừa tìm hiểu nội dung đoạn viết. Bây giờ chúng ta mở sách giáo khoa trang 65 và tìm những từ khó viết trong bài. Sau đó dùng bút chì và thước gạch chân những từ đó. Ngoài những chữ khó mà các em tìm, cô cũng thấy có một số từ mà các em dễ mắc phải khi viết chính tả. Các em hãy quan sát. Bãi dằn. Ở tiếng bãi, lưu ý vần ai, thanh ngã. Tiếng dằn, lưu ý vần ăn. Đọc là bãi dằn. Phì phò. Các em lưu ý cho cô hai âm đầu là âm phờ. Đọc là phì phò. Khiêng sóng lừng. Các em lưu ý ở tiếng khiêng có vần yên, âm cuối là âm ngờ. Tiếng sóng có vần ong, tiếng lừng có vần ưng. Đọc là khiêng sóng lừng. Như vậy là có 3 từ cần rèn. Các em hãy đọc lại nhé. Bãi dằn, phì phò, khiêng sóng lừng. Bây giờ các em hãy lấy bảng con hoặc là vở nháp để viết các từ khó này, mỗi từ một lần nhé. Như vậy là các em vừa tìm hiểu nội dung và luyện viết một số từ khó của đoạn viết. Bây giờ cô mời các em lấy vở ra viết. Các bạn cần lưu ý, khi viết phải ngồi đúng tư thế, viết thật cẩn thận và nắn nót. Cô sẽ đọc cả bài một lần, sau đó đọc từng cụm từ, từng dòng thơ. Nếu bạn nào nghe không kịp, các em có thể bấm dừng video để hoàn thành bài viết. Sau đó hãy bấm tiếp tục để theo dõi bài nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Cô đọc bài một lần nhé.
Bé nhìn biển, nghỉ hè với bố. Bé ra biển chơi, tưởng rằng biển nhỏ mà to bằng trời. Như con sông lớn, chỉ có một bờ, bãi giằng với sóng, chơi trò kéo co. Phì phò như bể, biển mệt thở rung, còng dơ gọng vó, định khiêng sóng lừng. Trần Mạnh Hảo. Các em lưu ý khi viết bài này, vì là bài thơ, dòng thơ đầu tiên của tựa bài, các em lưu ý lùi vào 5 ô. Mỗi dòng thơ là 4 tiếng, vì vậy các em lùi vào 4 ô. Chúng ta bắt đầu viết nhé. Bé nhìn biển. Nghỉ hè với bố, bé ra biển chơi, tưởng rằng biển nhỏ mà to bằng trời. Các em lùi vào 4 ô bắt đầu viết. Nghỉ hè với bố. Xuống dòng. Bé ra biển chơi. Xuống dòng. Tưởng rằng biển nhỏ. Xuống dòng. Mà to bằng trời. Chấm. Nghỉ hè với bố, bé ra biển chơi, tưởng rằng biển nhỏ mà to bằng trời. Chấm. Qua khổ thơ thứ hai, các em lưu ý bỏ một hàng. Như con sông lớn, chỉ có một bờ, bãi giằng với sóng, chơi trò kéo co. Như con sông lớn. Xuống dòng. Chỉ có một bờ, bãi giằng với sóng. Xuống dòng. Chơi trò kéo co. Chấm. Chú ý nghe cô đọc lại khổ thơ thứ hai. Như con sông lớn. Xuống dòng. Chỉ có một bờ. Xuống dòng. Bãi giằng với sóng. Xuống dòng. Chơi trò kéo co. Chấm. Hết khổ thơ thứ hai. Bắt đầu qua khổ thơ thứ ba, các em cũng bỏ một hàng. Phì phò như bể, biển mệt thở rung, còng dơ gọng vó, định khiêng sóng lừng. Các em tiếp tục viết. Phì phò như bể. Xuống dòng. Biển mệt thở rung. Xuống dòng. Còng dơ gọng vó. Xuống dòng. Định khiêng sóng lừng. Chấm. Phì phò như bể, biển mệt thở rung, còng dơ gọng vó, định khiêng sóng lừng. Chấm. Xuống dòng. Các em lùi vào khoảng 7 ô. Ghi tên tác giả: Trần Mạnh Hảo.
Bây giờ các em chú ý lắng nghe cô đọc toàn bài lại một lần nữa và chúng ta dò bài nhé. Bé nhìn biển. Nghỉ hè với bố, bé ra biển chơi. Tưởng rằng biển nhỏ mà to bằng trời. Chấm. Khổ thơ thứ hai. Như con sông lớn chỉ có một bờ, bãi dằng với sóng, chơi trò kéo co. Chấm. Qua khổ thơ thứ ba. Phì phò như bể, biển mệt thở rung. Còng dơ gọng vó, định khiêng sóng lừng. Chấm. Hết bài. Trần Mạnh Hảo. Sau khi viết xong bài, các em nhìn lên màn hình kiểm soát lỗi. Chữ nào sai chính tả, các em dùng thước và bút chì gạch chân chữ đó, sau đó viết lại chữ đã sai mỗi chữ một lần. Bây giờ các em hãy bấm ngưng video để thực hiện yêu cầu của cô nhé. Kiểm soát lỗi trong bài của mình xong, các em chúng ta cố gắng làm bài tập số 2, bài A hoặc bài B. Vậy là tiết học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Lời dặn dò của cô hôm nay, các em nhớ về nhà viết đúng lại các chữ em hay mắc lỗi nhé. Rèn viết đẹp bài Vì sao cá không biết nói. Chúc các em học tốt. Thân ái, chào các em.